Hello, chúng ta lại gặp nhau rồi. Và hôm nay Trường sẽ nói với các bạn rất nhiều những bí mật mà cũng không có nhiều lắm xoay quanh một bài hát mà các bạn đã comment để yêu cầu ngay bên dưới những video của mình. Các bạn hãy nhớ nhấn theo dõi kênh cũng như là hãy chia sẻ thật nhiều những video của kênh để kênh có thể tiếp cận được nhiều khán giả hơn và mình sẽ có động lực để làm thêm nhiều video và những chương trình khác. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về người yêu cũ có người yêu mới. Chúng ta đều biết rằng Người yêu cũ có người yêu mới là tên của một tác phẩm văn học mà nữ văn sĩ Iris Gao đã sáng tác cũng như là đã ra mắt cuốn sách của mình vào khoảng năm 2016. Thì đối với Trương, đây là một bài hát được sáng tác đúng thời điểm của cái ý tưởng này, chứ nó không phải là bài hát nằm sẵn ở trong kho như là Ai rồi cũng khác hay là những bài hát khác. Trương còn nhớ rằng năm 2016 thì nữ tác giả Iris Gao có một cái tác phẩm đầu tay của mình sau những cái tác phẩm viết chung với Trương, ví dụ như Thương nhau để đó chẳng hạn. Và đây cũng là một cái thời điểm phù hợp để mà giới thiệu với tất cả mọi người về một nữ văn sĩ mới. Cô ta đã chọn cái tên là Người yêu cũ có người yêu mới. Trương còn nhớ rằng đó là một ngày họp báo rất là đông đảo các bạn khán giả trẻ đến để mà mừng cho Iris Gao, và dĩ nhiên không thể thiếu những người bạn thân ở trong nghề, ví dụ như là Trương, là anh Khang hay là Jun Phạm. Và ngày hôm đó thì Trương còn nhớ là cái người sẽ chịu trách nhiệm mà đàn một cái bài hát, tại vì ca sĩ đến khá là nhiều, và để có thể có được một cái gì đó nó thú vị trong họp báo thì thường thì Iris Gao sẽ mời một bạn nào đó cũng là ca sĩ mà cũng là một người bạn của mình sẽ lên biểu diễn. Thì hôm đó thì Trương nhận được lời mời, xong rồi Trương nghĩ là trời ơi, nếu bây giờ họp báo một cuốn sách mới như vậy mà mình hát bài cũ thì nó cũng không có cái gì hay ho. Thế là Trương ngồi Trương suy nghĩ, và cái người mà đánh đàn guitar lúc đó là bạn Trần Việt Dương. Trần Việt Dương là một bạn nhạc công bây giờ rất nổi tiếng bởi vì bạn đã chơi cho rất nhiều những ngôi sao của Việt Nam mình, và bạn là một cái người đã đồng hành cùng với Trương từ những ngày đầu tiên của âm nhạc của Trương, của bạn, và chúng tôi là những anh em rất là thân với nhau ở bên ngoài. Thì lúc đó Trương mới nói thôi Dương, chắc là anh ngồi anh sáng tác gấp luôn trong vòng 10 phút một bài hát tặng riêng cho Iris Gao trong cái buổi họp báo Người yêu cũ có người yêu mới. Dương cũng nói là ok, để em ngồi em sẽ ráp đàn với anh ngay. Và sau đó thì trong đầu Trương đã có một cái giai điệu, và bắt đầu Trương viết ra và mình phải ghi lại lyric ở lên trên một tờ giấy bằng chữ viết tay để mà mình không có bị quên lời, tại vì đó là bài hoàn toàn mới mà chỉ viết trong có 10 phút. Thế là Trương mới ngồi Trương viết bài hát đó, và Trương viết xong một hồi thì may mắn là viết xong được trước khi mà họp báo bắt đầu. Và đến lúc mà Trương lên Trương hát tặng cho Iris Gao bài Người yêu cũ có người yêu mới, bạn ấy khóc luôn, bạn ấy không 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 tránh khỏi sự xúc động, và mình cũng rất bất ngờ. Và thật ra nếu mà Trương nghĩ là không phải là một người bạn thân hay là một cái mối quan hệ có thể khiến cho mình có được cái động lực để làm những điều đó thì sẽ không thể nào làm được. Và sau đó thì Trương đã phát hành bài hát Người yêu cũ có người yêu mới trên rất nhiều những nền tảng nhạc số đương thời, và nó cũng lọt vào bảng xếp hạng và ở những cái vị trí rất là cao. Như chứng minh tình yêu, người yêu cũ có người yêu mới, bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng im nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới, bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thấy thế tôi bên em, thấy thế tôi yêu em, thấy thế tôi quan tâm về em. Ngày mai tôi sẽ yêu một người giống em bây giờ. Người ta sẽ hờn trách tôi bất công vì còn thương em. Hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng. Và sau đó thì nó cũng trở thành tiếp nối với Ai rồi cũng khác, trở thành một bài hát khi đi diễn mọi người lúc nào cũng yêu cầu hết, và lúc nào mà hát ở đâu á thì người ta cũng hát theo được cả. Và một cái điều thú vị nữa là khi mà Trương biểu diễn bài hát này ở những cái tỉnh thành á, Trương sẽ thay đổi tên của cái lời bài hát để nó hợp với cái tỉnh thành đó. Ví dụ ở Sài Gòn thì sẽ hát là Sài Gòn lạc nhau là mực, cái ớ người đi lối vô tình. Thì nhưng mà đến Đồng Nai thì sẽ Đồng Nai lạc nhau thì mất, hay là đến Đà Lạt, Đà Lạt lạc nhau là mất. Chỉ không hát được ở Buôn Ma Thuột thôi. Mà rõ ràng chúng ta có thể thấy được một cái sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn cũng như là hỗ trợ nhau về mặt truyền thông của một cuốn sách và một bài hát. Thời điểm đó thì Người yêu cũ có người yêu mới của nữ văn sĩ Iris Gao là một trong những hiện tượng của thời điểm đó, mà các bạn biết là nó có thể bán 60.000 bản
sách trong vòng 3 tháng phát hành và sau đó 1 năm nó chạm đến 100.000 bản. Các bạn biết là một cuốn sách ở Việt Nam á, đôi khi người ta bán 2.000 bản, 3.000 bản đó là quá nhiều rồi. Bởi vì người đọc sách ở Việt Nam mình không nhiều như những nước khác. Ở nhà văn ở những nước khác, ví dụ như một tác giả nổi tiếng ở Mỹ, họ có thể phát hành cả triệu bản rồi sau đó họ rất là giàu. Còn nhà văn ở Việt Nam mình bán 1-2 nghìn bản đã rất là vui rồi. Nhưng mà cái cuốn đó của Iris Gao là nó phát hành đến 60.000 bản và nó tái bản cũng gần 10 lần. Đến bây giờ thì Trân không nhớ được là bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó đã vượt qua con số 100.000 bản. Thì khi đó, đó là một tác phẩm nổi tiếng mà những người trẻ đương thời ở thời điểm đó rất là thích cuốn sách này. Thì khi họ có cuốn sách này thì họ cũng có cái bài hát kèm theo trong cái đĩa CD tặng kèm, và nó khiến cho cái bài hát này phổ biến cũng như là đến được với trái tim của họ. Cái điều đặc biệt nữa mà Trương cực kỳ biết ơn Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Các bạn biết Trương là một cái người, mặc dù Trương hát nhạc trẻ nhưng mà Trương là một người rất là yêu thích dòng nhạc bolero cũng như là yêu thích dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, và mình là một người nghệ sĩ thể hiện được đa dạng dòng nhạc. Nhưng cái ước mơ thuở bé của Trương đó chính là Trương có một cái cơ hội để được mang cái bài hát của mình lên sân khấu chuẩn Hollywood của Trung tâm Thúy Nga Paris By Night. Đó là một cái ước mơ của một cái cậu bé từ hồi nhỏ thôi, và chính Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới đã giúp Trương thực hiện được giấc mơ rất lớn đó của đời mình. Một hôm nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, một người rất nổi tiếng với những bài hát, anh là nhiếp ảnh gia nhưng anh hát rất hay, và anh điện thoại cho Trương để mà xin được hát tác quyền bài hát Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Và lúc đó Trương rất là đắn đo, bởi vì thứ nhất là mọi người đều biết là một bài hit của một người ca sĩ họ sẽ rất ngại để chia sẻ với người khác, mà họ lại còn biết được là người kia hát rất là hay nữa. Nhưng bởi vì Trương quá là mến anh Phạm Hoài Nam cho nên Trương đồng ý luôn, và Trương đã để cho anh tác quyền để anh có thể hát bài hát đó, và anh ra cả một cái CD. Bài hát Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam khi mà được post lên trên YouTube thì cái người chủ của Thúy Nga Paris By Night, đó là cô Thủy, cũng nghe được. Cô Thủy đã cho trợ lý liên hệ với Hamlet Trương để mà lấy tác quyền bài hát đó cho ca sĩ Don Hồ biểu diễn trong chương trình Thúy Nga Paris By Night. Và sau đó bài hát đó cũng hiện tại theo Trương biết là đã trên 5 triệu view, và cũng là một trong những bài hát mà mọi người rất yêu thích qua tiếng hát của danh ca Don Hồ. Và sau đó nữa thì danh ca Quang Dũng cũng có cover lại ca khúc này trong một cái CD mới của anh. Thì chính bởi vì nhờ cô Thủy biết được bài hát đó qua tiếng hát của bác Phạm Hoài Nam và mới liên hệ với Trương để lấy tác quyền bài hát đó. Và từ lúc đó Trương mới bén duyên với Thúy Nga, và kể từ số 123 là nhạc phẩm của Hamlet Trương xuất hiện trên sân khấu của Thúy Nga cho đến tận bây giờ là trải qua gần 4 năm. Và có cả những bài opening rất hoành tráng và rất là vĩ đại. Và đối với Trương đó là một trong những cái dấu son rất là rực rỡ trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình. Trương không hiểu được vì sao người ta lại thích bài hát này đến như vậy. Mặc dù đối với bài hát này thông điệp nó không có. Và các bạn cũng biết được rằng cái hoàn cảnh mà một người yêu gặp lại một người yêu cũ ở trên phố và biết người này có người yêu mới, nó cũng không phải là một hoàn cảnh để giải quyết. Nó chỉ là một cái tình huống để mà mình biết là mình hiểu đó. Và người ta cũng sẽ có cảm giác được là có ai nghe thấy được tiếng họ giữa cuộc đời thôi. Chứ nó cũng chẳng giải quyết được cho người nghe, không đưa ra một cái phương pháp tâm lý nào cả. Và hiện tại bởi vì bài hát này có thể Trương được mạng phép được gọi nó là một bài hit, và rất là nhiều người đã biết và đã cover nó rồi. Cho nên là những cái version chính á, các bạn nghe có thể là các bạn nghe của Hamlet Trương nè, của Phạm Hoài Nam, của Don Hồ, của Quang Dũng, và có thể hàng nghìn những cái bản cover khác, hàng nghìn những cái bài cover khác. Thì các bạn có thể trải nghiệm bài hát này với rất nhiều những tiếng hát, bởi vì nó gần như đã là một bài hát mà mọi người yêu thích và mọi người trình bày nó rất nhiều. Này, mặc dù hiện tại thì chúng ta vẫn chưa được hoạt động trở lại, nhưng mà Trương vẫn rất là vui bởi vì Trương có một cái cơ hội để mà làm thật nhiều những cái video chia sẻ với các bạn nhiều hơn về những cái quá trình thực hiện một bài hát hay một chương trình, và để các bạn gặp Trương nhiều hơn trên video, hiểu nhau hơn, bên cạnh nhau hơn. Và mong là chúng ta sẽ có thể đồng hành với nhau một cái hành trình thật là dài trong thời gian sắp tới, khi mà chúng ta có thể hoạt động trở lại với âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại.